Hà Nội chi hơn 2.300 tỷ đồng làm nút giao đại lộ Thăng Long, Vành Đai 3,5. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành Đai 3.5 với đại lộ Thăng Long thuộc địa phận huyện Hoài Đức. Dự án có mục tiêu kết nối, khai thác hợp lý với kết cấu hạ tầng giao thông đã được đầu tư xây dựng, phục vụ nhu cầu lưu thông hàng hóa, sản xuất và nhu cầu đi lại của nhân dân, giảm thiểu ủng tắc giao thông, góp phần đẩy nhanh tốc độ hình thành các đô thị trong khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Theo thiết kế, dự án xây dựng nút giao bằng cầu vượt gồm các nhánh kết hợp hầm trực thông, nút giao 3 tầng, trong đó hầm chui trực thông theo hướng Lê Trọng Tấn đi quốc lộ 32 tiêm tuyến trùng với đường Lê Trọng Tấn, bố trí 4 làng xe với tổng chiều dài 975m. Đoạn dưới đại lộ Thăng Long thiết kế hầm kính dài 150m, phía đường Lê Trọng Tấn thiết kế hầm hở dài 157,5m, tường trắng dài 220m, phía quốc lộ 32 thiết kế hầm hở dài 157,5m, tường trắng dài 200m. Phần còn lại là gờ Chắn bánh, Cầu nhánh dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực có chiều dài 2.357m trên 4 nhánh, bề rộng cầu 8,8m, bố trí hai làn xe cơ giới. Tường chắn bê tông cốt thép có chiều dài tổng cộng 619m trên 8 vị trí sao mối. Dự án có tổng mức đầu tư 2.384 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Ban quản lý dự thầu đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội là chủ đầu tư thực hiện công trình trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2026.